Kính thưa quý vị, tuyền nhân là một hiện tượng chỉ mới có từ năm 1975. Báo chí ngoại quốc dùng hai chữ Boat People để chỉ làn sóng người Việt bỏ nước ra đi, tìm tự do. Hai chữ đó, vào những năm cao điểm từ 78 đến 85, đã làm xôn xao thế giới, đánh thức lương tâm nhân loại, hướng về những con thuyền nhỏ bập bềnh trên đại dương, với biết bao nhiêu thảm cảnh, đói khát, chết chóc và hải tặc, với những phân lia, chia tán. Kính thưa quý vị, cha mẹ mất con, vợ mất chồng, anh chị em mất nhau, những người thân mất người thân. Rồi khi đến được bến bờ tự do, người Việt tha hương trong cuộc sống mới ở hải ngoại, với biết bao nhiêu khó khăn để hội nhập, vẫn không quên hướng về quê hương. Nơi đó có những dòng sông, những con đò nhỏ, những hàng dừa xanh, những bà mẹ Việt Nam tần tảo ngày đêm. Nơi đó chúng ta gọi là quê hương. Kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh về thuyền nhân. Thank you.
cho anh dăm bao thuốc lá. Anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay, gửi về cho mẹ dăm chiếc kim may. Mẹ may hộ con tim gan quá non đầy, gửi về cho chị dăm ba sấp vải. Chị may áo cưới hay chị may áo tang, gửi về cho em kẹo bánh thanh thang. Em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng, con gửi về cho cha một mảnh áo trắng. Cha mặc một lần khi ra pháp trường với thầy, gửi về Việt Nam nước mắt đồng đầy. Mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình. Cho anh một cây bút máy, anh vẽ cuộc đời như ước vọng mong manh. Gửi về cho mẹ dăm gói chè xanh, mẹ pha hộ con nước mắt đã gợi về cho chị hộp diêm nhóm lửa. Chị đốt cuộc đời trong hoang lạnh mù sương, gợi về cho em